sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjackofficialstore. Cô xin chào các em, rất vui được gặp lại các em trong các video hướng dẫn giải sách giáo khoa địa lý lớp 9, bộ sách Trên trời sáng tạo. Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ bước sang chương học số 2, địa lý các ngành kinh tế Việt Nam. Và bài ngày hôm nay cô hướng dẫn các em đi trả lời các câu hỏi và bài tập, đó là bài số 4, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trước tiên, cô trò chúng ta cùng bước vào câu hỏi mở đầu của bài học. Câu hỏi nằm ở trang 136. Nông nghiệp là ngành sản xuất truyền thống, quan trọng đối với nước ta. Với sự phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp nhờ vào điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Hiện trạng phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở nước ta hiện nay ra sao? Việc phát triển nông nghiệp xanh có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam? Như vậy, trong câu hỏi mở đầu này, cô trò chúng ta sẽ đi trả lời thứ nhất là hiện trạng phát triển và phân bố của ba ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở nước ta hiện nay. Và thứ hai là chúng ta sẽ nêu ra ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với Việt Nam. Đầu tiên, chúng ta cùng đi trả lời về hiện trạng phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Đầu tiên là sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp. Ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khoảng 3,18% vào năm 2021. Trong đó, ngành trồng trọt chiếm trên 60% cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành, còn ngành chăn nuôi đóng góp khoảng 36%. Tiếp đó là ngành lâm nghiệp. Ngành lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khoảng 3,88% năm 2021. Với tổng diện tích rừng xu hướng tăng, độ che phủ rừng tăng, khai thác chế biến gỗ phân bổ và phát triển gắn với các vùng rừng sản xuất. Rừng trồng mới tăng thêm 1,4 triệu hecta, chú trọng trồng rừng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tự nhiên rừng. Và cuối cùng là ngành thủy sản. Ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khoảng 1,73% năm 2021. Sản lượng khai thác thủy sản tăng khá nhanh, sản lượng nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ. Và thứ hai là chúng ta sẽ nêu khái quát ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam. Ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh đó là nâng cao tính cạnh tranh của nông nghiệp, phát triển công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm phế thải, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường và cuối cùng là đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững. Và đó là phần trả lời cho câu hỏi mở đầu ngày hôm nay của chúng ta. Tiếp theo, bước vào nội dung bài học. Một nhỏ, nông nghiệp. A nhỏ, các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin trong bài, hãy phân tích một trong các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta. Có các nhân tố nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp ạ? Đó là các nhân tố tự nhiên, các nhân tố kinh tế xã hội. Và chúng ta sẽ đi phân tích một trong các nhân tố chính, đó là nhân tố tự nhiên hoặc là nhân tố kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta. Trong phần hướng dẫn của cô thì cô lựa chọn phân tích về nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp ở nước ta. Các nhân tố tự nhiên bao gồm địa hình và đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và những hạn chế. Đầu tiên là nhân tố địa hình và đất. Nước ta thì có đến 3/4 diện tích là đồi núi và phần lớn là đồi núi thấp. Một số vùng có các cao nguyên rộng lớn như là ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ hay là ở Tây Nguyên. Ở các khu vực đồi núi này thì có đất đai chủ yếu là đất ferrit, rất thuận lợi cho việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia súc lớn. Bên cạnh đó thì nước ta còn có diện tích đồng bằng chiếm đến 1/4 diện tích, bao gồm hai châu thổ lớn là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng duyên hải. Đất ở các đồng bằng chủ yếu là đất phù sa, rất thuận lợi cho sản xuất lương thực, cây công nghiệp hàng năm và rau quả. Nhân tố thứ hai trong các nhân tố tự nhiên đó là khí hậu. Nước ta thì có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và đặc điểm khí hậu này rất thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Bên cạnh đó thì sự phân hóa của khí hậu như là sự phân hóa theo chiều Bắc Nam, sự phân hóa theo độ cao đã tạo nên sự đa dạng trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp cho nước ta. Và nhân tố thứ ba đó chính là nguồn nước. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc
với 2.360 con sông dài 10 km trở lên và có nhiều hệ thống sông lớn như là hệ thống sông Hồng, hệ thống sông Thái Bình, hệ thống sông Đồng Nai hay là hệ thống sông Cửu Long. Các hệ thống sông này thì đã cung cấp phù sa cho đồng ruộng cũng như là nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, nước ta còn có nhiều hồ tự nhiên và hồ nhân tạo. Cùng với nguồn nước ngầm phong phú cũng có giá trị về cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp. Và nhân tố cuối cùng là khí hậu. Với nguồn sinh vật phong phú và tính đa dạng sinh học cao, đây chính là nguồn gen quan trọng cho nước ta phát triển nông nghiệp. Nhiều khu vực nước ta thì còn có các đồng cỏ tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc lớn. Và đó là những thế mạnh của các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bổ nông nghiệp. Tuy nhiên thì những nhân tố tự nhiên cũng có những hạn chế đối với phát triển và phân bổ nông nghiệp. Cụ thể thì khí hậu nhiệt đới gió mùa với độ ẩm không khí cao cũng dễ gây sâu bệnh. Và tình trạng biến đổi khí hậu cũng như các hiện tượng thiên tai đã tác động đến năng suất và sản lượng nông sản. Tiếp theo chuyển sang mục B nhỏ, tình hình phát triển và phân bổ nông nghiệp. Cô trò chúng ta có câu hỏi ở trang 137. Dựa vào hình 4.1 và thông tin trong bài, hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp ở nước ta. Ở đây cô trò chúng ta có hình 4.1 là bản đồ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Việt Nam năm 2021. Dựa vào bản đồ này và thông tin trong bài, cô trò ta sẽ đi trình bày về sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp ở nước ta. Năm 2021 thì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp đạt khoảng 3,18%. Sản xuất nông nghiệp gắn với hướng phát triển theo 3 nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm chủ lực cấp quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm đặc sản địa phương với các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Và ngành nông nghiệp được phân thành ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. Đầu tiên, đối với ngành trồng trọt, giá trị sản xuất ngành trồng trọt thì luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp, trung bình trên 60%. Cơ cấu cây trồng ở nước ta thì khá đa dạng, từ cây lương thực như là lúa, ngô đến cây công nghiệp như là chè, cà phê và một số loại cây trồng mới như cây dược liệu, cây cảnh và các loại nấm. Hiện nay thì ngành trồng trọt nước ta đang áp dụng khoa học kỹ thuật như là cơ giới hóa sản xuất, các mô hình canh tác mới ngày càng phổ biến. Cụ thể, đối với cây lương thực thì lúa gạo là cây lương thực chính của nước ta với hai vùng chuyên canh lớn là đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Việc sản xuất lúa đặc sản đang được tăng cường. Còn đối với cây công nghiệp thì nước ta có cơ cấu cây công nghiệp lâu năm khá đa dạng, gồm cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, điều, cây công nghiệp cận nhiệt đới như là chè. Cây công nghiệp nước ta thì có nhiều sản phẩm xuất khẩu thuộc nhóm đầu thế giới như cà phê, hồ tiêu và điều. Các cây công nghiệp lâu năm thì thường được trồng thành các vùng chuyên canh ở vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Du miền núi Bắc Bộ. Bên cạnh các cây công nghiệp lâu năm thì các cây công nghiệp hàng năm với một số sản phẩm như là mía, đậu tương và lạc cũng được trồng ở nhiều khu vực trên cả nước. Và cuối cùng là cây ăn quả. Cây ăn quả ở nước ta thì đa dạng với một số cây ăn quả phổ biến là xoài, chôm chôm, bưởi, nhãn, vải. Và các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta đó là đồng bằng sông Cửu Long, Trung Du và miền núi Bắc Bộ, Đông Nam Bộ. Hiện nay thì việc trồng cây ăn quả đã được đầu tư thành các vùng đặc sản gắn với các chỉ dẫn địa lý. Chuyển sang ngành chăn nuôi, tình hình phát triển và phân bố của ngành chăn nuôi đó là gì ạ? Năm 2021 thì ngành chăn nuôi đóng góp khoảng 36% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và là sinh kế của hàng triệu người dân. Chăn nuôi ở nước ta đang có chuyển đổi mạnh mẽ từ chăn nuôi nhỏ lẻ phân tán sang chăn nuôi gia trại và trang trại công nghiệp, từng bước gắn với giết mổ, chế biến tập trung, áp dụng công nghệ và nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm. Đàn gia súc gia cầm ở nước ta hiện nay chủ yếu là trâu, bò, lợn và gia cầm. Trâu thì được nuôi nhiều ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ, bò được nuôi nhiều ở Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, bò sữa được nuôi nhiều ở bên các thành phố lớn. Chăn nuôi lợn và gia cầm nước ta thì tập trung ở các vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Và như vậy, cô trò chúng ta đã tìm hiểu xong về sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp. Tiếp theo chuyển sang mục 2 nhỏ, lâm nghiệp. A. Đặc điểm phân bố tài nguyên rừng. Cô trò chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi trong 140. Dựa vào hình 4.1, bảng 4.3 và thông tin trong bài, hãy phân tích đặc điểm phân bố tài nguyên rừng ở nước ta. Chúng ta có bảng 4.3 ở đây là diện tích rừng của nước ta giai đoạn 2010-2021. Nhìn vào bảng số liệu này, chúng ta sẽ thấy rằng tổng diện tích rừng của nước ta đã có xu hướng tăng.
Trong đó, diện tích rừng tự nhiên được giữ vững và diện tích rừng trồng thì tăng mạnh. Độ che phủ rừng nước ta ngày càng tăng đạt 42% vào năm 2021. Trong đó thì Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Trung Du và miền núi Bắc Bộ là những địa bàn có tổng diện tích rừng lớn ở nước ta. Và theo mục đích sử dụng, rừng ở nước ta được chia thành 3 loại, gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Vậy sự phân bố của 3 loại rừng này như thế nào? Rừng phòng hộ thì gồm rừng đầu nguồn được phân bố ở thượng nguồn các sông lớn, rừng chống cát bay ở dọc ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, rừng ngập mặn chắn sóng phân bố ở vùng ven biển đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Rừng đặc dụng thì bao gồm các vườn quốc gia như là Gióc Đôn ở Đắk Lắk, Cát Bà ở Hải Phòng, Lò Gò Sa Mát ở Tây Ninh, hay là các khu bảo tồn thiên nhiên như là Na Hang ở Tuyên Quang, Ngọc Linh ở Kon Tum, Láng Sen ở Long An, cũng như các khu dự trữ sinh quyển như là La Giang ở Lâm Đồng, Núi Chúa, Ninh Thuận, Châu Thổ Sông Hồng thuộc ba tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Còn rừng sản xuất thì gồm rừng keo, rừng tràm, rừng bạch đàn được nhà nước giao và cho thuê, phân bổ ở khu vực Trung Du và miền núi. Tiếp theo chuyển sang mục B nhỏ, tình hình phát triển và phân bổ lâm nghiệp, cô trò chúng ta đi trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin trong bài, hãy trình bày đặc điểm phát triển và phân bố lâm nghiệp ở nước ta. Hiện nay thì lâm nghiệp nước ta có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt khoảng 3,88% vào năm 2021. Các hoạt động lâm nghiệp ở nước ta bao gồm khai thác, chế biến gỗ và lâm sản, cũng như là trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng. Đầu tiên là hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản. Và trong 3 loại rừng mà cô trò chúng ta vừa kể trên thì rừng sản xuất là nguồn cung cấp nguyên liệu gỗ cho công nghiệp chế biến. Các sản phẩm gỗ từ hoạt động khai thác, chế biến gỗ và lâm sản chủ yếu là gỗ tròn, gỗ sẻ, ván sàn. Sản lượng gỗ khai thác đã tăng từ 6,1 triệu mét khối năm 2010 lên 18,9 triệu mét khối năm 2021. Hiện nay thì khai thác, chế biến gỗ được phân bố và phát triển gắn với các vùng rừng sản xuất cung cấp nguyên liệu như là Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Còn đối với hoạt động trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng thì trong giai đoạn 2010-2021, diện tích rừng trồng mới ở nước ta tăng hơn 1,4 triệu hecta. Ngoài ra, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, các dịch vụ du lịch môi trường rừng gắn với rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tự nhiên rừng được chú trọng. Và như vậy thì cô trò chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi về ngành lâm nghiệp. Tiếp theo, chuyển sang ba nhỏ, thủy sản. A. Đặc điểm nguồn lợi thủy sản. Cô trò chúng ta cũng đi trả lời câu hỏi trong 141. Dựa vào hình 4.1 và thông tin trong bài, hãy phân tích đặc điểm nguồn lợi thủy sản ở nước ta. Vậy, nước ta có đặc điểm nguồn lợi thủy sản như thế nào? Thứ nhất, đó là nước ta có đường bờ biển dài 3.260 km với vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi ao hồ dày đặc, dòng nguồn lợi thủy sản với tổng trữ lượng khoảng 3,9 đến 4 triệu tấn. Nguồn lợi hải sản phong phú đa dạng với hơn 2.000 loài cá, trong đó có khoảng 100 loài có giá trị kinh tế. Bên cạnh đó là có 1.647 loài giáp xác, trong đó có hơn 100 loài tôm, nhiều loài có giá trị xuất khẩu cao, có hơn 2.500 loài nhuyễn thể và hơn 600 loài rong biển. Bên cạnh đó thì nước ta còn có các ngư trường trọng điểm, đó là ngư trường Hải Phòng, Quảng Ninh, ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau, Kiên Giang. Nước ta còn có mạng lưới sông ngòi dày đặc, dọc bờ biển có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Và đó là đặc điểm nguồn lợi thủy sản. Tiếp theo chuyển sang mục B, tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản. Cô trò chúng ta có câu hỏi. Dựa vào hình 4.1, hình 4.2 và thông tin trong bài, hãy trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành thủy sản ở nước ta. Về tình hình phát triển và phân bố thì năm 2021, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành thủy sản đạt hơn 1,73%. Quan sát vào hình 4.2, sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn 2012-2021 chúng ta sẽ thấy rằng đối với hoạt động khai thác thủy sản thì sản lượng thủy sản khai thác tăng khá nhanh. Các tỉnh dẫn đầu sản lượng khai thác ở nước ta là Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau, Quảng Ngãi, Bình Định. Còn đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản thì nuôi trồng thủy sản ở nước ta đang phát triển mạnh, chủ yếu là nuôi tôm hùm, tôm thẻ, tôm sú, cá da trơn, cá bớp, cá mú. Và các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn là An Giang, Cà Mau, Quảng Nam và Hải Phòng.
Và hiện nay, để đáp ứng được các tiêu chuẩn về sản phẩm thủy sản của các thị trường thế giới, ngành thủy sản nước ta đã chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất như là truy xuất nguồn gốc, đánh bắt theo thẻ xanh, nuôi hữu cơ, phối hợp nuôi lồng bè và ao hồ. Và nội dung kiến thức cuối cùng trong bài học ngày hôm nay của chúng ta đó là bốn nhỏ, vấn đề phát triển nông nghiệp xanh. Cô trò chúng ta cùng đi trả lời câu hỏi trong 142. Dựa vào thông tin trong bài, hãy cho biết phát triển nông nghiệp xanh có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nước ta. Hiện nay thì việc lạm dụng quá mức phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp đã gây ra những tổn hại về môi trường. Trong khi đó thì nền nông nghiệp xanh lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền nông nghiệp của nước ta. Cụ thể thì nông nghiệp xanh giúp những gì ạ? Thứ nhất, đó là nông nghiệp xanh giúp nâng cao tính cạnh tranh của nông nghiệp, tạo ra sản phẩm có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững như là Việt Gap hay là Global Gap, phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai, nông nghiệp xanh giúp phát triển công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải như là bã mía, thân ngô, chất thải hữu cơ trong chăn nuôi hay là bụi gỗ. Vừa có thể cung cấp thức ăn cho vật nuôi lại vừa chuyển hóa chất thải làm phân bón hữu cơ. Và ý nghĩa thứ ba của việc phát triển nông nghiệp xanh đó là giúp sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm ô nhiễm môi trường như là tưới nước tiết kiệm, bón phân và phun thuốc thông minh, sử dụng giống cây trồng và vật nuôi có khả năng chống chịu sâu bệnh cũng như là thời tiết khắc nghiệt. Và ý nghĩa cuối cùng của việc phát triển nông nghiệp xanh đối với nước ta đó là giúp đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường. Như vậy, đây cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc các câu hỏi nằm trong từng mục nội dung bài học. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em đi trả lời các câu hỏi nằm trong phần luyện tập và vận dụng. Đầu tiên là câu hỏi luyện tập. Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp nước ta. Như vậy, chúng ta xác định được các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp nước ta bao gồm các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế xã hội. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau vẽ sơ đồ để thể hiện các nhân tố này ảnh hưởng như thế nào tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp. Và dưới đây là sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển nông nghiệp mà cô đã vẽ. Các em có thể tham khảo, bao gồm nhân tố tự nhiên, nhân tố kinh tế xã hội. Các nhân tố tự nhiên thì bao gồm địa hình và đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật. Còn các nhân tố kinh tế xã hội bao gồm dân cư và nguồn lao động, chính sách phát triển nông nghiệp và vốn sản xuất, thị trường tiêu thụ và cuối cùng là cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ. Và cuối cùng là câu hỏi vận dụng. Sưu tầm thông tin và hình ảnh về một trong những ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ở nước ta. Đối với bài tập vận dụng này, thì các em có thể sưu tầm các thông tin và hình ảnh về một trong những ngành, có thể là nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc là thủy sản ở nước ta. Và các em có thể sưu tầm thông tin ở đâu ạ? Trong sách, báo, tạp chí hoặc là trên Internet, hoặc là có thể tham khảo trong phần hướng dẫn của cô. Trong phần hướng dẫn của cô thì cô đã sưu tầm thông tin và hình ảnh về ngành nông nghiệp của nước ta. Năm 2023, nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là chủ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiều điều lần đầu tiên và nhiều cái nhất đã xuất hiện. Điểm nhấn đầu tiên là trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là về thị trường xuất khẩu nông sản và thủy sản, song giá trị gia tăng toàn ngành tăng cao ước đạt 3,83%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây. Thứ hai là kỷ lục về xuất siêu. Mặc dù tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng xuất siêu năm 2023 đạt 12,07 tỷ đô la, tăng 43,7%, chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Cả nước có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 3 tỷ đô la Mỹ, gồm hàng rau quả, gạo, hạt điều, cà phê, tôm, gỗ và sản phẩm gỗ. Có được những kết quả trên là do ngành nông nghiệp và các địa phương đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Và với câu hỏi vận dụng này cũng đã kết thúc video hướng dẫn giả sách giáo khoa ngày hôm nay của cô. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.